Hương chào các con khối 7. Hôm nay, thầy trò chúng ta cùng ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn công nghệ 7. Phần thầy ôn tập tụi con trên kênh của trường đó là các tình huống để giải quyết vấn đề trong phần trồng trọt. Thầy sẽ ôn tập cho các con 3 tình huống. Tình huống đầu tiên, em hãy nêu giúp các bác nông dân các biện pháp cải tạo đất chua, đất mặn và đất phèn. Các con biết, đối với đất chua hay đất mặn hoặc là đất phèn, chúng ta sẽ trồng cây không được. Cây sẽ sống không được trên những loại đất đó. Do đó, chúng ta phải cải tạo nó. Chúng ta phải cải tạo từng loại đất đó như thế nào? Các con theo dõi. Đối với đất chua, chúng ta phải bón vôi để khử chua, sau đó bón phân hữu cơ. Đối với đất mặn, thầy nói thêm cho tụi con biết nguyên nhân đất bị mặn đó là do nước biển tràn vào và do ảnh hưởng của mạch nước ngầm nên làm đất bị nhiễm mặn. Chúng ta có những cách cải tạo như sau: tháo nước vào ruộng để rửa mặn, bón vôi và bón phân hữu cơ. Ngoài ra, chúng ta còn có các biện pháp khác như thủy lợi và trồng cây chịu mặn. Đối với đất phèn, nguyên nhân đất phèn được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển có nhiều xác sinh vật chứa lưu huỳnh. Khi các xác sinh vật này phân hủy sẽ giải phóng ra lưu huỳnh. Biện pháp cải tạo. Thứ nhất, biện pháp thủy lợi. Xây dựng hệ thống tưới tiêu để tháo chua, rửa mặn, sổ phèn và hạ thấp mặt nước ngầm. Thứ hai, bón vôi để khử chua và làm giảm độc hại. Thứ ba là bón phân hữu cơ. Chúng ta qua tình huống số 2. Ở Hậu Giang, quê ngoại em hay bị nạn châu chấu phá hại mùa màng. Bằng kiến thức đã học, em hãy giúp các bác nông dân đề ra những biện pháp để phòng trừ nạn châu chấu phá hoại trên. Các con biết châu chấu phá hoại mùa màng rất nhanh và dữ. Thậm chí là nông dân không thu hoạch được. Do đó, mình phải phòng trừ sớm và thật là triệt để. Và chúng ta phải biết phối hợp các biện pháp lại với nhau. Các con biết nha. Đầu tiên, để diệt được nạn châu chấu, chúng ta phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm ổ châu chấu. Nếu thấy có châu chấu ngoài ruộng, ta phải dùng vợt bắt châu chấu để giảm mật độ, dùng ngan vịt để ăn châu chấu, dùng thuốc trừ sâu có công dụng trừ được châu chấu phun đều khắp mặt ruộng. Chúng ta có tình huống số 3. Nhà bà Lan có một sào đất vườn trồng các loại rau. Một buổi sáng ra thăm vườn, mẹ Lan phát hiện rau bắt đầu bị sâu phá hoại. Theo em, bà Lan dùng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào để bảo đảm an toàn cho người và không gây ô nhiễm môi trường? Các con biết, chúng ta có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Đó là biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học và biện pháp kiểm dịch thực vật. Trong đó, biện pháp canh tác là biện pháp chủ đạo vì lý do là phải thực hiện đầu tiên khi bắt đầu chúng ta làm đất rồi sau đó chúng ta mới trồng trọt. Rồi khi mà để tiêu diệt sâu bệnh có hiệu quả, người ta phải phối hợp các biện pháp lại với nhau. Đối với tình huống này, chúng ta sẽ xử trí ra sao? Thì thứ nhất, chúng ta sẽ giúp Lan sẽ dùng tay để bắt những con sâu mà Lan thấy được, dùng vợt để bắt bướm và bẫy độc vào ban đêm. Con thấy người ta đã dùng biện pháp thủ công. Ngoài ra, Lan nuôi các con vật có ích như chim sâu, ếch để tiêu diệt những côn trùng có hại. Nếu thấy sâu nhiều, Lan có thể dùng thuốc trừ bảo vệ thực vật sinh học để diệt sâu bảo vệ vườn rau của mình.
Các con thấy khi ta nuôi những con vật như chim sâu, ếch vân vân, đó là người ta đã sử dụng biện pháp sinh học, có nghĩa là sử dụng những con vật có ích để tiêu diệt những con vật có hại. Sau đó người ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đó là biện pháp hóa học. Nhưng theo lời khuyên của các chuyên gia sau này, thường là người ta khuyên sử dụng thuốc trừ bảo vệ thực vật sinh học, tại vì loại thuốc này nó ít ảnh hưởng đến môi trường hơn là các loại thuốc khác. Rồi các con mến, bài ôn tập của chúng ta tới đây là hết. Chào các con, chúc các con ôn tập tốt và thi tốt.